trên những cái hình ảnh qua một cái trích đoạn cải lương, đó là Trần Giả Cẩm Giang hay gọi là Sự Tích Cây Quyên Vương. Và hôm nay Út Bước sẽ trình bày qua một cái trích đoạn đó, thì xin mời quý vị cùng thưởng thức nha. Cẩm Giang, không ai chia cắt được tình yêu của đôi ta, hãy cho Cẩm Giang lại đây cho ta. Cẩm Giang từ đây xa cách, con mong có ngày gặp lại. Cẩm Giang nàng ơi, sao trời chỉ cách hai ta, cách sâu ân tình dù chết vẫn không hề phai. Chẳng nàng anh ơi, những tâm những lòng đợi chờ đôi ta dù kia, nhưng lòng vẫn mãi bên nhau. Chỉ mong thật hòa được cách chia đôi tình ta, chỉ mong thật hòa đừng cách chia đôi tình. Cùng thời gian ơi, dẫu biết giờ đây chúng ta mỗi người mỗi ngã, nhưng không mạnh lực nào ngăn cản tình này ta trong đời ngăn trái. Thì đừng nổi tiếng biệt ly cho thêm được đoạn mối duyên tình. Có đâu chúng ta hãy cùng tay nhau đi suốt quãng đường trần. Dù người ta có dùng quy quyền bao lần, cũng không thể nào ngăn giữ tình ta. Nhưng em ơi, đường đời nhiều nỗi gian, mà hai ta đã bị đạp trong vòng ngang trái. Nếu kiếp này mình chẳng lỡ sống gần nhau, thì phải sao cho tròn duyên ta bắt mời giai trai lặng lẽ nhìn nhau thầm nói.